Xin kính chào toàn thể quý vị đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Hưng. Thì vừa rồi có một số anh em hỏi Hưng và cũng như là có một số anh em cần Hưng có sự góp ý, gọi là có một cái video để trả lời cho những cái thắc mắc của anh em, đó là muốn Hưng so sánh giữa hai dòng sản phẩm của cái hãng Sucario, một trong những hãng phải nói là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam của chúng ta. Đấy, hãng Sucario là một hãng chuyên sản xuất những cái phụ kiện audio, ví dụ như là DAC, giải mã âm thanh đấy, bộ tiền khuếch đại và pre đen, hoặc là những cái âm ly đấy, ví dụ như cái âm ly mà Hưng mới giới thiệu cho anh em, con âm ly đèn Tube A1 của hãng Sucario rất là chất lượng. Đây là một hãng rất là uy tín nhá, của thị trường phải nói là Việt Nam chúng ta thì hầu như anh em chơi audio âm thanh số thì anh em đều biết đến cái hãng Sucario này. Thì có anh em thắc mắc muốn Hưng giúp đỡ để xem chọn lựa giữa hai con của hãng Sucario cùng phân khúc nhá, cùng phân khúc. Một con là Q5 Pro, một con là Q5L. Đấy, hai con đều thuộc một phân khúc, đó là 192kHz, 24 bit 192kHz. Đấy, thì anh khách mới thắc mắc là không biết là nó khác nhau điểm gì mà cái giá cả của nó lại chênh lệch, là một con thì giá là 1,6 triệu và một con lại giá là 1,9 triệu. Đấy, thì bây giờ ngay bây giờ thì Hưng sẽ giúp anh em có sự chọn lựa nó đúng đắn nhất. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng bóc hộp ra. Đây là con Sucario Q5L. Đấy, con này có giá là 1,6 triệu quý vị nhé. 1,6 triệu cho con Sucario Q5L. Đây, hai con cùng là một phân khúc. Đây, Hưng có thể cho quý vị xem. Corsair này, OPT này, USB này, đấy, nó có ba cổng chính để chúng ta lấy nhạc, nguồn nhạc vào. Đấy, có cổng tai nghe, earphone, Sucario Audio, lút volume. Và phía sau thì có cổng Corsair đồng trục để chúng ta kết nối với cái đầu CD. Đấy, có cổng quang, optical, cổng PC USB và AV, tất nhiên phải có để dây nguồn. Đấy, hai con cùng sử dụng một loại nguồn, đó là 12V. Đấy, con này con Q5 Pro. Con Q5 Pro này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng bởi nó có mặt trên cái thị trường Việt Nam đã rất là lâu rồi quý vị nhá, đã rất là lâu rồi. Những cái dòng sản phẩm của Sucario này có mặt trên thị trường Việt Nam chúng ta rất là lâu rồi. Đây, hai con quý vị thể thấy, đây để Hưng cho quý vị xem xét là bề ngoài thì gần như là giống nhau hoàn toàn quý vị nhá. Bề ngoài gần như là giống nhau hoàn toàn. Đấy, đây quý vị thử xem. Bề ngoài gần như là giống nhau hoàn toàn. Và ở đây thì theo phụ kiện của nó thì gồm có một dây kết nối USB, có nghĩa là quý vị có thể là kết nối từ cổng PC USB của DAC đến máy tính, một củ nguồn để con Q5L. Còn con Q5 Pro nó sẽ nhỉnh hơn con Q5L ở cái là nó có thêm một cái dây Bluetooth. Đấy, đây là cái chức năng mà nhiều anh em rất là cần, rất là tiện lợi để cho anh em lấy nguồn nhạc vào, nhất là anh em nào chơi nhạc mạng, chơi nhạc qua lấy nhạc từ điện thoại thì rất là tiện. Và ngoài ra những dòng sản phẩm mà ở bên Hưng mang đến cho anh em thì luôn là Hưng hiện tại là Hưng vẫn đang là tặng cho anh em những cái dây quang audio quét bãi Mỹ như này. Đấy, đá sang một chút để cho anh em nắm rõ hơn là cái chính sách ở bên Hưng luôn luôn tặng cho anh em những món phụ kiện rất là đảm bảo như này. Đấy, audio quét bãi Mỹ dài 2 mét, cái này thì Hưng bán lẻ trị giá là 250, 280 bao ship. Đấy, bán lẻ nhá. Đấy, đây là đồ Hưng tặng cho anh em. Ngoài ra thì bảo hành, đó là chế độ bảo hành 1 năm. Đấy, bất kể lỗi gì của sản phẩm đều được lỗi đổi mới nhé quý vị nhá. Đấy, bảo hành 1 năm. Và đây chúng ta cùng so sánh giữa hai con này. Thì phía trước chúng ta có thể nhìn thấy, đây, phía trước mặt của hai con này gần như là tương đương nhau, nhưng mà anh em biết là DAC Q5 Pro nó sẽ nhiều chức năng hơn, đó là có chức năng Bluetooth này, có chức năng Bluetooth. Đấy, và có cổng AUX Corsair quý vị nhá. Đây, trên này cũng có Corsair này. Đây là lút nguồn. Đấy, đây là đèn báo nguồn. Và nó khác nhau ở mỗi cái là nó được trang bị Bluetooth quý vị nhá. Đây, còn hai con khác nhau ở một điểm nữa, đó là hai con sử dụng hai cái cổng PC USB khác nhau. PC USB ở con Q5L
thì nó sử dụng loại cổng hình ngôi nhà. Đấy, còn con pin su USB của Q5 Pro nó sẽ hình chữ nhật như thế này. Đấy, hai con sử dụng hai loại dây khác nhau. Đấy. Ngoài ra thì không còn khác một điểm gì khác ở bề ngoài. Đấy, còn phía bên trong thì Hưng đã khám phá rồi. À nhầm, còn một điểm ở bên ngoài quý vị nhé, đó là ở con Q5 Pro thì nó có nút volume, chiết áp. Con chiết áp của nó là có gọi là biên độ. Đấy. Còn con chiết áp của con Suka Audio thì nó là vô cực quý vị nhé, vô cực, thế nên quý vị xoáy hết tầm đấy, thoải mái. Còn con này thì nó có tầm của nó đấy. Ngoài ra thì ở bên trong của con này thì hai con chip thì tất nhiên thì nó cách nhau 300.000 thì nó cũng phải khác một số điểm ở bên phía bên trong quý vị nhé. Có nghĩa là một vài con chip vài dơ le thì có thể là nó sẽ thấp hơn so với thằng Q5 Pro đấy. Nhưng mà về cái chất lượng âm thanh mà Hưng và rất nhiều anh em cảm nhận, chất lượng âm thanh này rồi độ bền, thì hai con phải nói là tương đương nhau. Riêng về cái vấn đề mà chất lượng về âm thanh và độ bền thì nó là tương đương nhau quý vị nhá. Bởi vì ở cái dòng tầm thấp này thì cái cảm nhận giữa hai con thì nó khó để mà tách biệt lắm quý vị nhá. Trừ là bây giờ quý vị bảo cảm nhận một con Q5 Pro và một con Q6 Pro thì Hưng sẽ cảm nhận rất là dễ, nhưng mà riêng hai con cùng phân khúc như thế này, cùng thông số như này thì cái chất lượng âm thanh phải nói là gần như là nó là tương đương nhau luôn đấy, tương đương nhau luôn, bởi vì nó không chênh lệch nhau quá là nhiều cái điểm gì cả. Nó chỉ chênh lệch nhau ở cái điểm đó là con Q5 Pro nó có Bluetooth và con Q5 L nó không có Bluetooth. Đấy, nó khác nhau ở điểm đó và một số các cái điểm nho nhỏ ở bên ngoài. Đấy, không quá đáng kể. Thì cũng phải là tùy vào cái công năng, mục đích sử dụng của anh em. Có anh em thì cần đến dâu Bluetooth, bởi vì hiện thời bây giờ thì anh em rất là thích, gọi là về cái anh em muốn bắt Bluetooth vào luôn, anh em nghe một bản nhạc thì rất là tiện, cái điều đó rất là tiện. Đấy, ngoài ra thì anh em nào không thực sự không cần đến cái dâu Bluetooth này thì anh em có thể là chọn con Q5L thì giá nó sẽ nhẹ hơn một chút. Đấy, nó là 1.600.000 lắm, 1.600.000 bao ship tận tay. Đấy, còn con Q5 Pro là 1.900.000. Thì thực sự thì hai con này thì để mà chất lượng, Hưng dám khẳng định với anh em đó là tương đương nhau về chất lượng. Còn thực chất thì để mà so về thông số các con chip thì con Q5L tất nhiên là cái con chip con này nó sẽ không bằng được cái con chip Q5 Pro. Đấy, có nghĩa là cái mã gọi là cái con chip của con Q5 Pro nó sẽ là đời cao hơn. Đấy, nó sẽ là đời cao hơn con Q5 L. Đấy, còn thực chất thì chất lượng thì Hưng đánh giá nhận định thì thưởng thức qua thì như nhau. Khác nhau thì mỗi cái Bluetooth và một số các cái điểm nhỏ bên ngoài thôi. Đấy, còn anh em mà tùy vào sự lựa chọn của anh em cần sự tiện lợi của cái dâu Bluetooth thì anh em có thể lựa chọn Q5 Pro, nó cũng chẳng hơn là bao nhiêu cả. Đấy. Hoặc ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng Q5 L để tiết kiệm đi một chút khoản kinh phí. Đấy. Hưng thì luôn bảo hành cho quý vị là 1 năm, và gọi là để cho anh em an tâm về chất lượng của nó thì bất kể lỗi gì của cái sản phẩm Hưng đều nhận lại, đổi mới cho anh em, không sửa nhé, Hưng không sửa quý vị nhé. Đấy, Hưng đổi mới hoàn toàn cho anh em luôn. Đấy, và video ngày hôm nay thì Hưng cũng đã giải thích cho anh em một số điều nhỏ nhỏ, thì anh em có nhận xét gì anh em có thể bình luận cho Hưng biết và mọi anh em khác biết. Đấy, anh em nào đã từng sử dụng hai dòng sản phẩm này rồi thì anh em có thể là bình luận phía bên dưới để cho nhiều anh em biết đến hơn. Đấy, và video ngày hôm nay Hưng xin phép kết thúc. Thì anh em nào ủng hộ Hưng, yêu mến Hưng, anh em có thể like và chia sẻ những video của Hưng như thế này để nhiều anh em biết đến Hưng hơn, hoặc là nhiều anh em biết đến những dòng sản phẩm tốt hơn và giá trị thì rất là vừa phải. Ngoài ra thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em hãy ấn nút đăng ký ngay để thường xuyên cập nhật được những video mới nhất mà Hưng đăng, giúp anh em có những sản phẩm phụ kiện audio chất lượng như thế này nhé. Xin cảm ơn toàn thể anh em đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.